Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 24 tháng 9 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Chi cục Hải quan Hưng Yên tăng cường đối thoại doanh nghiệp. Tràn lan tình trạng dạy thêm, học thêm ở thành phố Hưng Yên. Huyện Mỹ Hào tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, quê quán xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, thường trú tại nhà số 8, phố Ngụy Như, Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26 tháng 7 năm 1980. Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 11, 12. Chủ tịch nước từ tháng 4 năm 2016 đến nay. Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018, tức ngày 12 tháng 8 năm Mậu Tuất, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Suốt quá trình hoạt động công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng thương tiếc tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Đại Quang với nghi thức quốc tang. Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu từ 7 giờ 0 phút ngày 26 tháng 9 năm 2018 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 năm 2018 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trong hai ngày quốc tang 26 và 27 tháng 9 năm 2018, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Sáng nay, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tình hình kinh tế xã hội năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, dự kiến hoàn thành toàn diện 12 trên 12 chỉ tiêu được Quốc hội giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm đã đề ra. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9,3%, kế hoạch năm tăng 8,2%, thu ngân sách ước đạt trên 8.200 tỷ đồng, đạt trên 68% kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa trên 6.000 tỷ đồng, tỷ lệ xã được công nhận đạt nông thôn mới đạt 60%, bình quân toàn tỉnh đạt 18 tiêu chí xã, có thêm 28 trường đạt chuẩn quốc gia, tạo việc làm trong nước cho 14.500 người. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các sở ngành và các địa phương tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, đôn đốc xử lý nợ đọng thuế, rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội để đưa ra các phương án, giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch mục tiêu đề ra, tập trung thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác nguồn thu từ đất. Các địa phương phải chủ động huy động, bố trí nguồn lực đầu tư,
từ nay đến cuối năm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hoạch lúa, rau màu, cây ăn quả và các loại cây trồng khác. Triển khai hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, xây dựng hợp tác xã kiểu mẫu theo chuỗi sản xuất nông nghiệp sạch gắn với thị trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt kế hoạch xây dựng xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu cụm công nghiệp, hoàn thành việc lập phương án quy hoạch xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp của các huyện thành phố, đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn sớm triển khai đầu tư dự án. Thời gian qua, Chi cục Hải quan Hưng Yên tăng cường các cuộc đối thoại tập huấn với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, thuận lợi trong giải quyết thủ tục thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa. Nắm bắt được khó khăn mà nhiều doanh nghiệp gặp phải trong thực hiện quy định mới liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, quy định các điều ước quốc tế mà Việt Nam mới ký kết, vừa qua Chi cục Hải quan Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn và giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện những nội dung mới của Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 38 năm 2015 và Nghị định số 59/2018 của Chính phủ, cùng những thông tư hướng dẫn thực hiện kèm theo với sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý nhà nước liên quan như Tổng cục Hải quan, Thuế, Tài chính và Ban Quản lý các khu công nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Hội nghị thu hút gần 200 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham dự với gần 100 câu hỏi, ý kiến liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu, nộp thuế 24/7 được cơ quan hải quan trả lời, giải đáp cụ thể. Đồng thời, Chi cục Hải quan Hưng Yên cũng là đơn vị đi đầu thực hiện. Chi cục trưởng sẽ trực tiếp tiếp doanh nghiệp vào thứ ba hàng tuần để lắng nghe, giải đáp những thắc mắc kiến nghị từ phía doanh nghiệp, cũng như tiếp nhận, xử lý mọi hành vi gây phiền hà của công chức hải quan và có biện pháp xử lý công khai cho doanh nghiệp biết. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có quyết định số 01/2017 về chấn chỉnh dạy thêm học thêm, gần đây nhất là chỉ thị số 11 ngày 28 tháng 8 năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học mới 2018-2019, trong đó có yêu cầu ngành giáo dục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm, nhưng bất chấp, tình trạng này vẫn diễn ra tràn lan và gia tăng tại thành phố Hưng Yên. Năm học mới bắt đầu chưa được một tháng, nhưng sau buổi học ở trường, cứ vào khung giờ từ 17 giờ đến 21 giờ 30 phút các ngày trong tuần, trên các tuyến đường của thành phố Hưng Yên, hình ảnh học sinh, phụ huynh đưa đón con em mình đi học thêm buổi tối lại diễn ra. Thậm chí, vừa mới tan học ở trường, các em học sinh đã được bố mẹ chở ngay đến nhà cô giáo ở số nhà 28 đường Hồ Xuân Hương, phường Lê Lợi để học thêm như thế này. Tại đường Lê Trọng Tấn, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, vào 18 giờ tối, một số buổi trong tuần, cũng có rất nhiều phụ huynh học sinh đưa con em đến nhà một cô giáo ở trường tiểu học Hiến Nam học thêm. Sau một ngày học tập mệt mỏi ở trường, có học sinh còn phải ăn vội để kịp giờ vào lớp. Còn đây là hình ảnh tại nhà riêng một cô giáo dạy ở trường trung học cơ sở Lê Lợi, khu phố Đông Thành, phường Quang Trung. Hàng chục học sinh đã tới lớp học thêm ở đây. Điều dễ nhận thấy, ở hầu hết các địa điểm dạy thêm là đều đóng cửa, khóa cổng kín mít và chỉ mở ra khi có học sinh đến và khi tan học. Mặc dù tận mắt chứng kiến học sinh đến học và đi về từ các lớp học thêm tại nhà riêng của các giáo viên, thế nhưng khi được nhóm phóng viên chúng tôi phỏng vấn thì nhiều phụ huynh e ngại, sợ ảnh hưởng đến con em nên tránh không trả lời. Cô yêu cầu học thêm ạ? Thêm thằng lớn ra. Lớn học lớp mấy rồi bà? Lớp 4. Lớp 4 học thêm ở nhà cô ạ? À đấy ạ. Một tuổi. Có cô á? Không chỉ dạy thêm tại nhà riêng, một số giáo viên khi thấy nhóm phóng viên chúng tôi tác nghiệp làm phóng sự này đã chuyển địa điểm dạy thêm tới Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố Hưng Yên, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh. Thế nhất thì chị chưa có những hồ sơ các chị lúc nào đến đã làm gửi đến đâu cả? Thế là bây giờ đang làm cũng làm xong rồi chứ. Hôm nay là cũng không phải buổi chị. Các cháu không mang tiếng Anh đâu. Toán mà. Cô dạy toán, cô dạy.
Theo Điều 4 Thông tư số 17 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 01 ngày 11 tháng 1 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định rõ không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày, không dạy thêm đối với học sinh tiểu học. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Gần đây nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 11 ngày 28 tháng 8 năm 2018 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng ký về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học mới 2018-2019. Trong đó có yêu cầu ngành giáo dục phải phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm. Khi phóng viên nêu câu hỏi, thành phố Hưng Yên đã thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục của tỉnh về vấn đề dạy thêm, học thêm như thế nào, thì được ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời. Chúng tôi đã giao cho các cấp các ngành, từ chính quyền địa phương các phường xã, phòng giáo dục và cũng phối hợp với sở giáo dục để có kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh với mục đích là trong năm học 2018-2019 khắc phục triệt để cái việc dạy thêm, học thêm sai quy định. Những trường hợp giáo viên mà cố tình vi phạm thì theo phân cấp sẽ có xử lý nghiêm. Tuy nhiên, khi nhóm phóng viên làm việc với lãnh đạo một số phường như An Tảo, Lê Lợi, Quang Trung, những địa bàn có nhiều giáo viên dạy thêm, học thêm, đều cho biết từ trước tới nay chưa có trường hợp nào đến xin xác nhận vào hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm và cũng không nắm được việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Theo quy định của nhân tỉnh thì trước khi có quyết định để mà cho phép dạy thêm, học thêm ấy, thì phải có sự có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã phường. Thế thì đối với phường Quang Trung từ trước đến nay đến tại thời điểm này là cũng chưa xác nhận bất cứ một trường hợp nào. Và tôi thấy là cái việc dạy thêm, học thêm ở các địa phương nói chung, địa bàn phường Quang Trung nói riêng thì đối với cấp 1 thì cái việc dạy thêm, học thêm là tôi thấy là tôi cũng cảm thấy là không đồng tình. Nếu như mà dạy thêm, học thêm không đúng các quy định, không được phép của cấp thẩm quyền thì Ủy ban Nhân dân phường sẽ cương quyết xử lý theo quy định pháp luật trong thời gian tới. Chính việc chưa sâu sát cơ sở còn nơi lỏng trong quản lý việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn từ cấp xã, phường đến thành phố, nên việc dạy thêm, học thêm tại các nhà riêng của các giáo viên vẫn diễn ra tràn lan và ngày càng có xu hướng gia tăng. Điển hình như ở đường Lê Thanh Nghị, phường Lam Sơn, khu phố An Bình, An Thượng, phường An Tảo, khu phố Đông Thành, đường Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, đường Hồ Xuân Hương, Vũ Trọng Phụng, phường Lê Lợi, đường Lê Trọng Tấn, Tô Hiệu, phường Hiến Nam. Nhiều học sinh, nhất là học sinh cấp tiểu học, phải đi học thêm từ 2 đến 3 buổi tối trên một tuần. Thậm chí có học sinh còn học thêm 6 buổi tối trên một tuần. Con học trường Hoàng Lê, mỗi tuần con học thêm 3 buổi thứ 5 với cả thứ 3 là chủ nhật. Con học từ 7 giờ đến 9 giờ tối, con học 2 môn là toán cả tiếng Việt. Thế cô nào dạy con môn đấy? Cô Thái. Con lớp 2, sinh viên Hoàng Hoàng Lê. Tuần thì con học thêm mấy buổi? Một tuần con học thêm 6 buổi. Những môn gì? Tiếng Việt, toán, tiếng Anh ạ. Học từ 7 giờ đến 9 giờ. Con học trường Nguyễn Huệ. Tối nay con cũng phải học từ 7 giờ đến 9 giờ với cả 2 bộ 6 đó. Học lớp 1 ạ. Thế con đã đi học thêm chưa? Ừ. Con học một tuần mấy buổi? 2 buổi. Việc dạy thêm, học thêm cũng đã gây không ít bức xúc cho phụ huynh học sinh trên địa bàn thành phố. Đi học buổi chiều ở nhà trường, không bắt đầu về lại đi học thêm buổi tối. Giờ bắt đầu lại đi học đến 9 giờ. Suốt trời mưa, trời nắng trở đi, cô giáo ở xa cũng phải trở đi. Gần nhiều phụ huynh cũng nói chứ, tại vì là con em đi học nhiều quá đấy. Học thêm nhiều quá, thứ nhất là kinh tế. Bây giờ những nhà mà có kinh tế thì người đã là những nhà nào cũng có kinh tế. Thế thì người ta lấy tiền đâu thì người ta đóng. Thì cứ theo trào lưu sợ cô giáo không cho con em mình đi học thì sợ cô giáo trù hay là cô giáo các thứ đấy. Nên là vẫn cứ phải cho đi đâu. Nhiều chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như là của Bộ Giáo dục đã đề ra. Nhưng mà vấn đề dạy thêm, học thêm vẫn cứ giảm. Dẫn đến là con cái sức ép đối với học tập của các cháu quá lớn. Ăn cũng vội, ngủ cũng vội để
đi học. Như thế thì vấn đề dạy ở trường như thế nào? Đấy. Mà lại, các cháu lại phải học thêm nhiều đến mức độ như thế. Gần như là các cháu lao tâm khổ tứ về vấn đề học tập. Và cuối cùng là thời gian cho vui chơi và tham gia các hoạt động khác. Đặc biệt là vấn đề hiểu biết xã hội của các cháu rất kém. À, rất kém. Nó chỉ tập trung vào học thôi, mà nó không còn biết gì về vấn đề về xã hội nữa. Cho nên đấy là vấn đề mà tôi cho rằng là trong giáo dục chúng ta còn khiếm khuyết. Vấn đề thứ hai nữa là các thầy các cô nó hợp lý hóa vấn đề dạy thêm học thêm của mình bằng cách là bảo là bố mẹ làm đơn rồi là ký vào là gửi đến các trường để cho các cháu dạy thêm học thêm. Học thêm quá nhiều, nhất là đối với học sinh bậc tiểu học đã học cả ngày ở trên lớp, tối về lại phải đi học thêm ở nhà thầy cô giáo đã tạo áp lực, ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và sự phát triển của các em. Hiện nay thì đúng là tình trạng học thêm thì rất là nhiều. Ngoài ra thì bệnh thành tích thi cử này, các áp lực từ phía gia đình, xã hội này thì ảnh hưởng rất là nhiều đến trí tuệ của đứa trẻ này, ảnh hưởng đến cái đời sống tinh thần của đứa trẻ. Và khi bạn ấy gặp stress thì bạn sẽ không thể tập trung trong học tập và cái kết quả học tập nó sẽ đi xuống. Mặc dù là trẻ học rất là nhiều, học tập căng thẳng trong một cái thời gian dài, có thể gặp những cái khó khăn như về lo âu trầm cảm, có thể thậm chí dẫn đến loạn thần. Trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân diễn ra vào trung tuần tháng 7 vừa qua, nhiều cử tri bức xúc, kiến nghị, chất vấn Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc dạy thêm, học thêm đang gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng giáo dục, thậm chí làm cho một số giáo viên thờ ơ, thiếu trách nhiệm giảng dạy trên lớp, chú trọng đến việc dạy thêm ở nhà. Tại kỳ họp, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã quán triệt rõ. Việc các vị bàn nhiều về vấn đề dạy thêm học thêm thì ở đây chúng ta phải khẳng định là theo cái thông tư 17 ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì trách nhiệm ở đây thì không chỉ của Sở Giáo dục Đào tạo đâu mà của cả Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố, và trong đó là Phòng Giáo dục Đào tạo là cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vấn đề giáo dục đào tạo, và trong đó có vấn đề dạy thêm học thêm. Phớt lờ mọi quy định của ngành giáo dục, của tỉnh về dạy thêm, học thêm, bỏ qua sự bức xúc của xã hội, lòng tự trọng của người thầy. Hiện, nhiều giáo viên coi trọng lợi nhuận vẫn lén lút dạy thêm dưới nhiều hình thức. Thêm vào đó là sự thờ ơ, buông lỏng trong quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, làm biến tướng, thương mại hóa, đặt lợi nhuận từ việc dạy thêm lên trên quyền lợi của học sinh đã diễn ra tràn lan. Học sinh bị bắt kiệt sức vì học thêm, không có thời gian vui chơi. Tình hình đó đã diễn ra trong nhiều năm nay. Lãnh đạo thành phố Hưng Yên lúc kiên quyết, lúc buông lỏng, nhất là vào thời điểm đầu năm học mới 2018-2019 này. Không thấu hiểu trẻ em cũng như tâm tư của các bậc phụ huynh học sinh nên vấn nạn dạy thêm, học thêm ngày càng trở nên bức xúc. Sở Giáo dục và Đào tạo nằm ngay trên địa bàn thành phố, dường như cũng không nhận thấy việc dạy thêm, học thêm ở thành phố Hưng Yên. Bỏ qua sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Điều đáng buồn hơn là hệ lụy từ mặt trái của vấn đề này đã và đang làm uy tín ngành giáo dục bị ảnh hưởng. Uy tín và hình ảnh của người thầy đối với học sinh, phụ huynh và xã hội bị giảm sút. Một thế hệ con trẻ đang bị mất đi tuổi thơ do chính những người lớn thiếu trách nhiệm. Ngày 23 tháng 9, huyện Văn Giang tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng cho trên 60 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018. Năm học 2017-2018, huyện Văn Giang có trên 1.000 học sinh đăng ký dự thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Tính đến ngày 20 tháng 9, toàn huyện đã có 558 em trúng tuyển vào các trường đại học học viện, trong đó có 54 em. Đạt từ 23 đến 27,15 điểm. Tiêu biểu như các em Nguyễn Tuy Long trúng tuyển Đại học Bách Khoa với 27,15 điểm, em Nguyễn Thị Quỳnh Hoa trúng tuyển Đại học Y Hà Nội với 27,05 điểm, em Phí Lan Anh trúng tuyển Đại học Ngoại Thương với 26,28 điểm. Những xã có học sinh trúng tuyển nhiều là xã Long Hưng 65 em, Mễ Sở 63 em, Liên Nghĩa 63 em, Tân Tiến 57 em. Ngoài ra, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, toàn huyện có 7 em học sinh trúng tuyển đạt 27 điểm trở lên, chủ yếu là học sinh ở các trường Trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh, Tân Tiến và Nghĩa Trụ.
Nhân dịp Tết Trung thu 2018, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn huyện Mỹ Hào đều tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Tại đêm hội trăng tằm năm nay, các cháu thiếu niên nhi đồng đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc như Rước đèn tháng 8, Chiếc đèn ông sao, Em đi xem hội trăng tằm, được tặng quà, tham gia các trò chơi, những câu đố vui của chị Hằng chú Cuội, cùng nhau vui phá cỗ dưới ánh trăng tằm của mùa thu. Ngoài các phần quà trong lễ phá cỗ cho các bạn nhỏ, Ủy ban nhân dân huyện, các ngành đoàn thể đã dành tặng nhiều phần quà cho các em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã, thị trấn trong huyện. Nhân dịp này, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh có địa chỉ tại huyện Ân Thi tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu cho các đối tượng bệnh nhân, người đang được nuôi dưỡng tại trung tâm và con em của cán bộ nhân viên ở đây. Trong đó có tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, trò chơi, vận động các nhà hảo tâm tặng 150 suất quà Trung thu và một bữa ăn tươi cho những người đang điều trị tại trung tâm. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng gần 200 trẻ em dưới 16 tuổi, trẻ em và người lớn nhiễm HIV, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật. Nhà vệ sinh bẩn là thực trạng đã diễn ra tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ. Một trong những nguyên nhân không nhỏ là do ý thức của người sử dụng. Trung tâm hiện có 10 khoa phòng, được chia thành 4 khu nhà chính với 4 khu vệ sinh chung. Tất cả đều trong tình trạng nhếch nhác, sàn nhà đọng nước, tường ẩm mốc, chóc lở, một số phòng vệ sinh trong tình trạng mất điện, mất nước. Trung bình một ngày trung tâm tiếp nhận khoảng 200 đến 300 lượt người đến khám và điều trị, ngày cao điểm lên tới 400 người. Phòng khám, một trong những điểm tập trung lượng lớn bệnh nhân nhưng cũng chỉ có một khu nhà vệ sinh với 2 bồn cầu, gây nên cảnh chờ đợi. Nhiều bệnh nhân xả rác, bông băng y tế không đúng nơi quy định. Nhà vệ sinh bẩn không những gây ác cảm với người sử dụng mà còn là nơi sinh sản và phát triển của ổ vi trùng nguy hiểm, ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của bệnh nhân. Ung thư vú là một trong 10 bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ và đang có chiều hướng gia tăng, trẻ hóa. Trong những năm gần đây, số lượng bệnh nhân mắc ung thư đang có dấu hiệu trẻ hóa, thể hiện rõ nhất ở bệnh ung thư vú. Khảo sát tại khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cho thấy, nếu như trước đây người mắc bệnh này thường ở nhóm 60 tuổi trở lên, thì nay ung thư vú đang có xu hướng xuất hiện nhiều ở những người trong nhóm tuổi dưới 40, chiếm hơn 10%, cá biệt có trường hợp chẩn đoán ung thư vú khi 23 tuổi. Nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu, bệnh có thể chữa khỏi được tới hơn 80%. Chính vì vậy, việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa rất lớn trong điều trị. Mới đây, tại Trung tâm Văn hóa huyện Khoái Châu, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng, các làng, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2018. Liên hoan đã thu hút được gần 300 diễn viên, nhà công của 10 câu lạc bộ văn nghệ làng, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu, đại diện cho hơn 700 làng, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh. Mỗi câu lạc bộ tham dự liên hoan trình diễn 3 tiết mục ở các thể loại, ca múa nhạc và tiểu phẩm hoặc hoạt cảnh chèo. Tất cả các tiết mục tham gia đều được đầu tư sản tượng công phu, trang phục đẹp mắt với nội dung ca ngợi truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước, mảnh đất và con người Hưng Yên. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải xuất sắc cho huyện Kim Động, 3 giải nhất cho thành phố Hưng Yên, huyện Văn Lâm và huyện Yên Mỹ, 6 giải nhì cho các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Ân Thi, Văn Sang, Mỹ Hào và huyện Khoái Châu.